chào cả nhà nha. Hôm nay thì chồng có qua Phạm Thế Hiển, cả nhà địa chỉ là 1438 Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8 để ăn bún nước lèo cả nhà. Đây là bún nước lèo Bạc Liêu. Bây giờ mời cả nhà vô nha. Lèo này là gồm đó là tôm cả nhà. Và những giò tảng thịt quay rất là ngon luôn. Và cá lóc đã đút xương rồi. Và đầu cá lóc. Đầu cá siêu ngon. Đầu cá siêu ngon luôn. Ở đây là có rau đắng, rau muống, giá, bắp chuối và dầu thơm cả nhà. Và ở đây là bún. Và ở đây là nước lèo cả nhà, rất là ngon luôn, rất là đậm đà luôn. Tại vì quán này mình cũng thường ăn rồi cả nhà. Em làm cho chị 5 tô bún nước lèo đi. Dạ. Năm tô nha. Dạ. Chị ăn 5 tô. 5 tô. Lần đầu tiên mới thấy không? Em nghĩ là chị ăn không hết. Không, cái này chị thử sức rồi cưng. Dạ. Tại vì món bún nước lèo là món ruột của chị á nên chị thử sức. Dạ. Mình làm một tô này trước cho cả nhà coi coi một tô 35k là sao em ha? Dạ. Cái này là chị không ăn cá nên em bù thêm tôm ha. À. Không ăn cá là mình thêm tôm. Heo quay. À. Dạ. Dạ 35k. Dạ. Rồi ok, vậy em làm cho chị 5 tô đi ha. Dạ rồi. Rồi. Nhìn rau rất là tươi luôn cả nhà. Em bán mấy giờ em? Dạ, em bán từ 6 giờ rưỡi sáng cho đến 8 giờ tối. À, 6 rưỡi sáng tới 8 giờ tối cả nhà. Dạ. Rồi, giờ em làm cho chị 5 tô đi ha. Dạ rồi. Ok. Nhìn cái miếng heo quay rất là ngon luôn á. Em này bán là thích nhất là ăn heo quay thôi. Heo quay này là mình gia công người ta quay hả em? Dạ đúng rồi chị. À. Mình lấy thịt tươi rồi mình gia công. À. Thấy heo quay thì quá thèm lắm. Tại mình mua heo sợ... mình mua miếng như này cái mình sợ người ta đầu cũ á. À. Chứ người ta quay trước nó sợ không ngon. Còn sáng là em lấy ra là miếng heo nó nóng bốc khói cắt không nổi luôn á. À. Rồi bây giờ em làm cho chị đi ha. Dạ. Rồi. Rồi cảm ơn em. Còn hai tô nữa khoan chân nước ha em. Dạ, em bưng cho anh chị đi. Rồi giờ bún nước lèo ngon quá. Ok, ăn nổi nữa mấy chàng. Rồi cảm ơn em nha. Sẽ bỏ ớt vô. Cả nhà nay hè chồng có qua tiệm bún nước lèo Bạc Liêu của các em này bán rất ngon. Cả nhà mình kêu ra 5 tô cả nhà. Đây là tô bún nước lèo. Ở trong đây là mình có hai con tôm và hai miếng thịt quay. Đây là tô bún nước lèo, tô nào cũng vậy luôn cả nhà. Tại vì mình không có ăn cá á nên em bù thêm tôm. Mời cả nhà ăn luôn ha cả nhà. Mời cả nhà ăn với dĩa hè vợ nha. Trời ơi, cái tô quá nhiều luôn anh ơi. Trời ơi, em bán quá trời đàn luôn. Bây giờ em ăn nha. Em ăn thịt quay trước. Mời cả nhà ăn nha cả nhà. Thịt quay ngon quá. Em chứ quán đâu tin nổi đâu, thường em ăn tô à. Không phải, tự vì em kêu ra là hai vợ chồng mình cùng ăn mà. Con tôm này rất là tươi luôn. Miếng lèo ngon số 1 luôn. Quay rồi món yêu thích luôn á. Quá ngon ha. Dạ.
cho một ly trà cho ông chủ ơi, hai ly đi. Bánh cơm ngọt của ông chủ ơi. Ăn hết 5 tô không em? Không chưa. Nghe trà xanh nè cả nhà. Ăn uống là có trà xanh. Trà Thái xanh. Trà Thái xanh. Thế bà xã ăn ngon cả nhà ơi. Thôi em ăn đi, em ăn đi, em cứ ăn đi. Em ăn cảm thấy mà vừa no mà quá no hay là ăn cho đã ăn bữa gì đó thì tới anh. Dạ. Bún lèo này cũng rất là dễ ăn, rất là ngon, vợ chồng mình cũng thường ghé quán này. Bây giờ mình thèm bún nước lèo, ăn lần cho nó đã ăn bữa em ha. Dạ. Ăn ớt không, kêu nữa cái ớt nữa. Củ ớt là ngon, cay quá. Bán mắm chặt thấy rất là thơm luôn. Không. Em này nói là đặc biệt là chỉ có mắm sặc thôi đó nha. Dạ. À. Chứ không có mắm gô nha. Hết hả? Em ăn hết 5 tô này đi rồi đi về quê anh chở cho. Và muốn ăn gì, muốn uống gì nữa thì anh mua cho. Cái này nói chứ thử sức thôi nha. Ăn tới đâu ăn nha chứ không ép à. Với là vợ chỉ thích món là vợ heo, xíu quách, má heo, thịt quay. Heo quay là món ruột mà. Nhìn má ăn thấy ngon lắm cả nhà ơi, má ăn rất là ngon. Nói chứ vợ con mà ăn thấy ngon miệng cũng mừng cả nhà. Em ăn thì sao, ăn chừa anh tô ăn chứ nha. Dạ, còn bao tô. Không ăn kêu thêm cũng được. Nay dạo này mình đi làm á cả nhà. Bây giờ ống từ cái lúa là mình một tuần mình chắc cũng đăng 2 clip cả nhà ơi. Tại vì một tuần mình có thể mình dành dụm mình nghỉ ngày thứ bảy chủ nhật để mình đăng 2 clip cả nhà. Thì cả nhà có xem thì cả nhà hãy ủng hộ cho vợ chồng mình nha. Vậy hết tối thứ hai em.
Ồ, mạnh dữ. Chủ quán bắt quạt luôn cho em rồi kìa. Chủ quán đi ăn xích hàng hồi đó. Bún lèo này cũng nhận ngon thiệt em. Cái tiệm bún nước lèo này em này bán rất là ngon đó nha. Địa chỉ quán em này là 1438 phường 4 quận 8, phường 5 hả? Phường 5 quận 8 đó nha. Em này bán rất là ngon nha. Tại vì em này trước kia là đã bán ở bên phường 4, quận 5 luôn chứ. Em kia bán ở chung cư em lên Nam Khánh đó nha. Hôm nay về qua Phạm Thế Hiển cũng hơi lâu rồi. Thì mong rằng cả nhà có xem được cái clip này đó, thì cả nhà hãy qua ủng hộ cho em ấy luôn. Cái mùa này buôn bán thì nó cũng hơi chậm á em ha. Dạ. Em bán từ 6 giờ sáng 8 giờ tối. Bán thì chậm nhưng mà mặt bằng thì nó cao em ha. Dạ. Sao em? Hả? Ăn cảm giác sao? Không, ý cái tô thứ ba nó còn cảm giác ngon không? Vẫn còn ngon luôn hả? Tô thứ ba mà cảm giác còn ngon là có thể ăn được thêm tô nữa đó cả nhà. Nói chứ vợ chồng mình quay clip á, vợ mình cũng cố gắng mà để đi quay nó hơi mới mẻ hơn miếng. Thì mong rằng cả nhà đừng có ném đá vợ chồng mình đi cả nhà. Tại vì mà quay cái mới mẻ hơn miếng. Chứ còn vợ chồng mình đi ăn bình thường hoài thì nó không có gì mới hết. Thì bởi vì vợ chồng mình làm một cái mới mẻ để cho cả nhà xem đó. Thì mong cả nhà đừng ném đá vợ chồng mình nha. Nếu mà thương yêu vợ chồng mình hãy cho vợ chồng mình một like, một cái chia sẻ cả nhà. Một cái đăng ký nữa. Vợ chồng mình quay cái này là mình đâu có mà quay cũng như là thách đấu với ai hoặc là cái gì đâu, như vợ chồng mình chỉ quay ăn cho nó vui vậy thôi. Như cũng như là mình làm cái mới mẻ cho cả nhà xem cho đỡ nhàm chán thôi, hiểu không? Chứ chỉ là vợ đâu có ăn bằng ai đâu. Ê, em ăn hơn anh nha. Hơn anh thôi. À, bữa bà nói anh ơi, anh quay ớt ăn ớt đi cho mới mẻ cho cả nhà xem. Thì mình ăn xong bây giờ bữa nay mình nói bà giờ tới em ăn nhiều đi cho cả nhà xem. Hôm qua em ăn 11 cái cục vỏ heo. Em kể cái hôm qua 11 cái heo về nhà làm sao ta? Xấu làm sao đâu? Mệt. Nói rồi heo ăn mệt lắm bộ. Vỏ heo làm cho mình khó tiêu hơn. Đúng chứ rồi. Chưa no. Chưa no luôn hả? Nếu mà xả mình ăn cái ba tô thấy mệt đó cả nhà. Em ơi, chăn nước em ơi. Chăn nước đi. Hết nhiên liệu rồi. Không cảm thấy no nghỉ nha em. Má ăn mà mặt mày đỏ luôn á nha. Không phải, nóng. Nóng hả? Rồi đúng rồi, ngồi bên đây mà. Ngực quá. Hết hả? Ôi. Ăn rồi là chủ quán tiếp nhiên liệu. Chủ quán ơi, tiếp nhiên liệu. Chủ quán ơi. Thơm quá. Rồi tô này nữa thì chủ quán ơi. Thời gian nó ăn đi, khỏi đợi.
chú, luôn à. Chú quán chấm nước không kịp luôn rồi. Chưa ăn không? Đây là bà bước qua tô thứ tư cả nhà. Đây là từng bước một, lần bước lên cầu thang cả nhà. Bước lên giống mình đi leo núi á, mình bước từ lúc mà lên gần tới đỉnh rồi đó là bước cái bước nào là mệt bước đó đó. Giờ giúp em bé thì không? Đúng rồi, rất ngon luôn. Đây á, nắng quá, nóng. Nóng em ha, với bằng em ăn nóng nữa. Em nấu nước thôi, em châm vô, nóng lắm. Ăn ớt vô, ăn ớt vô. Em bớt nhiều vô. Nóng kìa ớt. Bún thì bán rất ngon. Thịt quay cũng ngon nữa. Em ăn bốn tô, em trộn tô lại cho anh. Thì em cứ ăn đi. Em ăn được 4 tô thôi. Ừ. Nó chứ chừa anh tô đi chứ nó bụng mà. Nóng quá. Uống nước vô. Uống bia vô. Sớm tưới rồi. Mỏi tay hả? Mỏi tay à? Phải cố gắng xem em ăn như được bao nhiêu tô chứ. Nhiều tô em chờ cho anh. Nhiều quá không? Ok. Hết chưa? Còn một phần nữa. Coi như là bán hoàn thành cả nhà ơi, bán chỉ ăn hết bún thôi. Còn tô là bà xã mình nhường cho mình, mà bà ăn 4 tô là quá dữ rồi đó cả nhà. Hết pin em ơi. Dạ. Cái giờ cũng như hôm nay hai vợ chồng cũng chưa ra 5 tô bún nước lèo, nhưng mà dĩ hai vợ ăn 4 tô còn chưa ăn tô lại cho dĩ hai chồng cả nhà. Em bán bún nước lèo đây là rất là ngon luôn cả nhà. Em bán từ 6 giờ sáng tới 8 giờ. Cả nhà có gần khu vực này hãy ghé ủng hộ cho quán của em cả nhà. Địa chỉ là 1438. Dạ, địa chỉ là 1438 phường 5 quận 8. Thôi clip của hai chồng quán Vỉa Hè đến đây kết thúc. Cả nhà có xem clip của quán Vỉa Hè hãy cho quán Vỉa Hè một like, một chia sẻ và một đăng ký để hai vợ chồng có động lực làm những clip tiếp theo nha cả nhà. Bye bye.